Hello, xin chào anh em nha. Bữa nay em vừa hướng dẫn với anh em cách anh em chọn cái chơi cái map đèo á nha. Map đèo lò xo á. Map đèo này thì nó có trong cái phiên bản mới 3.7 anh em nha. Các anh em chưa biết thì mình vô lên tìm hiểu, bữa nay là biết rồi thì thôi nha. Ở đây có cái mấy cái mục để mình chơi này nè, đó là remote. Đó. Còn này là career mode để mình chạy kiếm tiền anh em ha. Còn này cái tour mode, cả tour mode cũng để kiếm tiền luôn gì đấy. Còn này một nó mạng. Rồi, bây giờ mình vô cái mục remote đi anh em ha. Remote cũng được, anh em vô một động lực nha, tùy anh em ha. Vô một remote rồi thôi bấm beta đi em ơi, beta đi rồi anh em lấy nè, khoan anh chờ xíu, anh em nhìn vô cái chỗ này nè, chỗ như Wanjakarta gì nè đó, tới cái mục mà Malang đó, ha, anh em nhấn ở đây anh em chọn rồi anh sẽ chạy được cái map lò xo nha ha. Đó, cái map đó thì chạy phê anh em ha. Rồi ở cái hướng này á, ở cái hướng mà từ đây đổ xuống á, là anh em để một dạng xuống dốc nha, xuống dốc chứ không phải lên dốc. Còn nếu mà anh em đi chạy hướng ngược lại á, ví dụ như đi chọn từ đây chạy hôm nay thì ở đây anh em sẽ được lên dốc nha. Lên dốc thì xe ai mạnh mạnh thì lên cho dễ, chứ mà còn ai yếu quá thì lên dốc túi lắm á ha. Thì còn cái trình mạnh chứ mình lên dốc cho nó mượt không gì á ha. Đây em từ đây trở lên thì nó sẽ là lên dốc, còn nếu mà từ đây đổ xuống á, thì nó lại xuống dốc nha, xuống dốc đó. Thì anh em thích cái mà chạy cái đầu chỗ nào cũng được, bắt đầu từ cái chỗ điểm đến nó cũng được, thì anh em chọn ha. Còn những cái phần map trên đây thì mình chưa có chạy, chưa có khám phá, có gì đó mới thì mình thậm chí hướng dẫn cho anh em thêm ha. Đấy, trên đây cũng nhiều cái chưa, có nhiều điểm lắm nè. Đấy, đó, dòng dòng điểm, nói chung là xuyên map rồi anh em ha, rồi tour map anh em ha. Đấy. Mày tour map rồi. Tour map thì anh em chọn cái phần map để anh em chạy tour ha. Ở đây nó có cái tour map 40.000 đó. Anh em thích rồi cái map nào để chọn map đó chạy tour ha. Đấy. Tour này tên 199.000 lần anh em ha. Tour này đẹp ạ. Đó. Thì cơ bản thì cái map phần chạy tour map thì nó được đây. Đó, không biết muốn mình được mod map cho đây không thì cũng chưa biết ha. Để chờ mấy bạn làm mod map thử coi sao nha. Rồi, xin chào anh em ha.